Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, nỗi khiếp sợ của không quân Hoa Kỳ. Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, nơi minh chứng sức mạnh tổng hợp của thế trận phòng không nhân dân vững chắc, nơi thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của các lực lượng chiến đấu, là đỉnh cao chiến thắng của văn hóa quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, chiến công to lớn, góp phần bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Những câu chuyện xúc động, những ký ức hào hùng của mỗi một ngày trong 12 ngày đêm lịch sử sẽ được tái hiện qua lời kể của hai anh hùng, hai nhân chứng thời đại. Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên phi công tiêm kích MiG-21, người từng bắn rơi 6 máy bay Mỹ. Và Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Phiệt, nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng Phòng không Không quân, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 57, Trung đoàn 261, Sư đoàn 361 trong chiến dịch Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không. Chương trình đặc biệt Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không, chúng ta đã chiến thắng như thế nào? Một sản phẩm của báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình tọa đàm của báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Kính thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi đã phần nào đưa chúng ta về với thời điểm cách đây tròn một nửa thế kỷ. Quân và dân thủ đô đã anh dũng kiên cường, đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng máy bay B-52 vào cuối tháng 12 năm 1972 của đế quốc Mỹ. Ghi tạc vào lịch sử đời sau, ông cha ta đã tự hào đặt tên chiến thắng ấy là Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Như nhắc nhớ về một trong những trang vàng chói lọi nhất, một kỳ tích có 102, một hiện thân sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và bản lĩnh trí tuệ Việt Nam. Vì sao chỉ trong 12 ngày đêm, không quân Mỹ đã thảm bại ngay trên bầu trời Hà Nội? Động lực nào để một dân tộc còn nghèo khó, đất không rộng, người không đông, nhưng có thể chiến thắng được một đế quốc hùng mạnh với vũ khí trang bị tân tiến hiện đại nhất? Ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đi tìm lời giải đáp những câu hỏi trên cùng với hai vị khách mời rất đáng kính của chương trình. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vâng, xin chào các vị khán giả. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Phiệt, nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân chủng Phòng không Không quân. Vâng, xin chào khán giả. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian quý báu của mình để tham gia chương trình của báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Vâng, và mở đầu câu chuyện ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời hai vị khách mời cùng trở về với mốc thời gian từ năm 1967, có nghĩa là 5 năm trước khi cuộc tập kích đường không của đế quốc Mỹ diễn ra. Khi đó thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có tiên đoán rằng ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Vậy theo Trung tướng Nguyễn Đức Soát, thì dựa vào căn cứ nào mà Bác Hồ lại đưa ra được một phán đoán chính xác đến như vậy? Trong câu nói của bác có hai ý. Thứ nhất là ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua. Điều ấy khẳng định rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ của chúng ta rất khoát là thắng lợi. Điều thứ hai ấy, là bác mới nói là vậy thì Mỹ thua thì thua ở đâu và thua như thế nào. Thì điều này ấy, tôi nghĩ là xuất phát từ ba cái điểm cơ bản sau đây. Thứ nhất ấy, là xuất phát từ cái cuộc chiến tranh của Mỹ xâm lược nước ta là cuộc tranh phi nghĩa. Và chiến tranh phi nghĩa thì rất khoát là thua, như lịch sử cha ông chúng ta đã chứng minh. Thứ hai là xuất phát từ bản chất rất là tàn bạo, dã man của Mỹ, không từ thủ đoạn nào để tìm cách giành thắng lợi. Thế và để đạt được cái thắng lợi cuối cùng thì chắc chắn là Mỹ sẽ sử dụng đến con bài cuối cùng là B-52, mà Mỹ gọi là siêu pháo đài bay, và đánh vào Hà Nội là trung tâm đầu não về kinh tế, chính trị, văn hóa của đất nước, buộc chúng ta phải tuân theo những điều khoản có lợi cho Mỹ. Thứ ba là căn cứ vào lịch sử chiến tranh. Ở cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953, Mỹ đã săn phẳng, dùng không quân săn phẳng thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Cho nên bác nghĩ là dứt khoát Mỹ sẽ dùng máy bay B-52 đánh miền Bắc. Vâng, có những cái tin đoán chính xác như vậy và có cái đường lối đúng đắn, nên quân và dân ta đã có một cái sự chuẩn bị về không những về mặt tinh thần mà còn về kỹ chiến thuật chiến lược. Vậy với nguy cơ chiến tranh phá hoại miền Bắc ngày càng leo thang như vậy, thì các đơn vị phòng không không quân chủ lực ngày đó của quân chủng phòng không không quân đã có những sự chuẩn bị huấn luyện diễn tập như thế nào? Chúng tôi muốn dành câu hỏi này cho Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt ạ. Vâng, kính thưa khán giả. Đến năm 1965, thì phái đoàn của Liên Xô do đồng chí Kosygin
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng sang Việt Nam, Bác đặt vấn đề là giúp cho Việt Nam tên lửa. Thì lúc này là đồng chí nhận lời ngay và tên lửa về. Thì chúng tôi đã đi vào luyện tập. Chỉ 3 tháng sau, đơn vị tên lửa đầu tiên đã ra quân chiến đấu. Và đồng thời là có các cái phương án chiến đấu để bảo vệ các mục tiêu, bảo vệ miền Bắc sau chủ nghĩa. Vâng, vậy thì quay trở lại với không khí của năm 1972, hai trung tướng có thể kể cho chúng tôi nghe về những kỷ niệm thể hiện cái tinh thần chiến đấu đó như thế nào đối với quân dân ta? Xin mời trung tướng Nguyễn Đức Soát. Cái những cái dịp cuối năm 72 thì không khí nó rất sôi động. Đến ngày 26 tháng 10 năm 72 thì suốt buổi chiều hôm ấy là chính phủ ta trên đài phát thanh để công bố cái tuyên bố của chính phủ ta về điều kiện 9 mùi Hiệp định Paris đã được thống nhất nhưng Mỹ lật lọng không chịu ký. Thế và sau đó thì chúng tôi được thông báo tiếp là vào ngày 24 tháng 11 năm 72 thì đồng chí Tổng thống Môi trường Văn Tiến Dũng cùng một loạt các tướng lĩnh cấp cao của Bộ Quốc phòng đến thông qua cái kế hoạch đánh B-52 của quân chủng phòng không không quân, tức là trước khi B-52 đánh gần một tháng. Cho nên bây giờ kế hoạch của chúng tôi lúc bây giờ là gì, là bằng mọi cách phải bắn rơi được B-52, phải chặn đứng được cái cuộc tập kích chiến lược đường không của Mỹ thì chúng ta mới đến thắng lợi được. Thì phải nói là bộ đội tôi thì ở không quân và đánh phiệt ở bên phòng không, nhưng mà khí thế của bộ đội là quyết tâm rất là cao. Và trung tướng Nguyễn Minh Việt có cái kỷ niệm nào có thể bổ sung cùng với những hình ảnh rất sinh động vừa rồi mà trung tướng Nguyễn Đức Soát vừa nêu không ạ? Chúng tôi là bộ đội tên lửa mà, cho nên ở mặt đất thường thường là đóng gần dân. Nên là khi chúng tôi đóng ở trận địa Đại Đồng là bảo vệ phía trong của Hà Nội. Thế thì như vậy cứ thấy nhân dân chuẩn bị đi sơ tán. Cho nên lúc bấy giờ cả miền Bắc của chúng ta, công trường, nông trường, rồi đến nhân dân đều có sẵn sàng sản xuất lao động rất là hăng say, nhưng đồng thời là lúc bây giờ sẵn sàng để sơ tán, để bảo vệ lực lượng. Đấy là những cái quyết tâm của mỗi cán bộ chiến sĩ cũng của nhân dân, kể cả miền Bắc và Hà Nội. Vâng, xin cảm ơn hai trung tướng. Và đúng như lời kể của hai vị trung tướng, chiến dịch Hà Nội 12 ngày đêm bắt đầu trước sự chuẩn bị sẵn sàng của quân và dân ta cả về chiến lược, chiến dịch và chiến thuật. Tầm hiểu biết và chủ động của ta đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của đế quốc Mỹ của Tổng thống Richard Nixon. Theo chân những phóng viên trẻ của Báo Quân đội Nhân dân, chúng tôi muốn mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả, chúng ta hãy đến thăm một số kỷ vật đặc biệt của cuộc chiến này, những kỷ vật mà chắc chắn sẽ kể cho chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện xúc động. Đối với Tổng thống Nixon, chiến dịch Linebacker 2 là ván cược lớn, quyết định đến cả sinh mệnh chính trị của mình. Ngày 14 tháng 12 năm 1972, tôi ra lệnh tiếp tục thả thủy lôi phong tỏa cảng Hải Phòng và tiến công bằng B-52 vào khu vực Hà Nội, Hải Phòng. Đây là quyết định khó khăn nhất của tôi trong cuộc chiến tranh này. Nixon và các cộng sự của mình cũng đã từng ngạo nghễ tuyên bố Mỹ có thể ném bom bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Việt Nam như dạo chơi vào chỗ trống. Nhưng Mỹ không thể biết rằng ở bên kia chiến tuyến, lực lượng phòng không nhân dân Việt Nam đã chủ động xây dựng thế trận phòng không, cải tiến vũ khí, khí tài. Trong đó, chủ lực là tên lửa SAM-2 để sẵn sàng đối phó với B-52 bất cứ lúc nào. Phía xa chúng ta đang đứng đây, đó là bệ phóng tên lửa SAM-2. Đây là bệ phóng thuộc hệ thống tên lửa phòng không đất đối không do Liên Xô cũ nghiên cứu và chế tạo, viện trợ cho Việt Nam trong cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong cái điều kiện chiến tranh vô cùng khó khăn thì bộ đội phòng không của chúng ta đã tận dụng lại những cái đầu đạn mà đã quá niên hạn sử dụng. Với những cái kỹ thuật của bộ đội phòng không thì những quả đạn tên lửa quá niên hạn đã được cải tiến và đưa ra chiến trường phục vụ chiến đấu và đã đạt hiệu suất vô cùng cao. 12 ngày đêm năm ấy, lực lượng bộ đội không quân cũng góp tên mình trong chiến công chung, không chỉ bằng thành quả bảo vệ an toàn cho trận địa phòng không, mà còn bởi chiến thắng trong những lần đối đầu B-52 ngay trên bầu trời Hà Nội. Đây là chiếc máy bay MiG-21 F-96 có số hiệu là 5121 thuộc biên chế Trung đoàn 921 Đoàn Không quân Sao đỏ Sư đoàn 371. Và chiến công đặc biệt xuất sắc của chiếc máy bay này do phi công Phạm Tuân điều khiển đã bắn rơi một siêu pháo đài bay B-52 vào đêm ngày 27 tháng 12 năm 1972. Chiếc máy bay này đã được công nhận là bảo vật quốc gia với cái chiến công đặc biệt xuất sắc đó. Tuy rằng chênh lệch về khí tài, về lực lượng, nhưng bằng tất cả những gì có trong tay, chúng ta đã chiến đấu và chiến thắng trước thế lực không quân hùng mạnh nhất.
hãy xem những gì còn lại của pháo đài B-52 một khi chúng dám tấn công vào bầu trời Hà Nội. Ngày hôm nay, nhiều kỷ vật của cuộc chiến khốc liệt năm xưa vẫn được lưu giữ tại bảo tàng này. Nửa thế kỷ đã trôi qua, hay còn rất lâu nữa, chúng vẫn đã, đang và sẽ nằm đây, sẵn sàng đưa ta về với hào khí thời đại, kể cho ta nghe về chiến thắng năm xưa mỗi khi ai đó chạm vào. Vâng, phóng sự vừa rồi chính là góc nhìn của những phóng viên rất trẻ của Báo Quân đội Nhân dân, những người sinh ra trong thời kỳ hòa bình, chưa từng trải qua chiến tranh, nhưng chúng tôi cũng đã có những cái xúc cảm khi được nhìn những kỷ vật đã gắn bó với các ông trong những thời kỳ kháng chiến rất là ác liệt. Hai vị trung tướng có cái cảm xúc gì khi mà được theo dõi những hình ảnh vừa rồi ạ? Thưa Trung tướng Nguyễn Văn Việt. Qua theo dõi phóng sự tôi thấy là cái kỷ vật ấy nó lại ùa về trong tôi. Như là cái bộ khí tài mà tôi chiến đấu ấy, là từ năm 1965 mà tôi nhận nó từ ở bên trường bắn Warsawa. Thế tôi đánh tên, giấu tên tôi vào, xong về đi chiến đấu. Thế đến khi tôi về làm tiểu đoàn trưởng, cái tiểu đoàn 57, trung đoàn 261, thì tôi lại thấy cái bộ khí tài đó. Thì chúng tôi đã đánh rơi được thêm 5 chiếc nữa trong cái bộ khí tài đó. Mà vì bộ khí tài đó, đến khi chuẩn bị đánh B-52 thì trên bảo thôi bây giờ giao cho đồng chí một bộ khí tài mới. Tôi bảo tôi xin tình nguyện tôi vẫn giữ bộ khí tài này và tôi chiến đấu cho đến cuối cùng. Thế nên là gắn bó bộ khí tài và tôi cảm thấy như bộ khí tài của mình như là một. Cho nên rất là quý và rất là yêu mến. Còn bây giờ với Trung tướng Nguyễn Đức Soát, khi mình nhìn thấy bóng dáng của chiếc máy bay MiG-21, ông có cảm xúc gì? Bởi vì tôi bay MiG-21 là từ năm 1967, tức là cách đây 55 năm rồi. Thế và gắn bó với nó trong suốt những năm chiến tranh đến hết năm 72. Trên máy MiG-21 ấy thì tôi đã bắn rơi được 6 máy bay Mỹ. Và tôi cảm thấy là nó có cái gì rất thân thiết. Bây giờ nhắm mắt lại mình vẫn có thể nhớ được đồng hồ buồng lái nó như thế nào. Thế rồi là khi mà mở máy bật những công tắc nào làm như thế nào. Chúng tôi đã quen đến mức độ là thao tác rất nhanh. Đang nằm ngủ mà báo động chạy cơ ly 30 mét từ nhà đến máy bay. Rồi mở máy lăn ra cất cánh là chỉ có 3 phút thôi. Tức là phối hợp giữa phi công và thở máy rất là thuần thục. Cho nên là những cái động tác ấy nó hằn vào mình. Cho nên nhìn thấy nó và tôi cảm thấy là rất là tự hào là mình đã được bay máy bay ấy và đã dùng nó để bảo vệ miền Bắc. Có một điểm chung mà chúng tôi thấy trong hai vị trung tướng đó là dù sử dụng loại khí tài vũ khí nào thì nó đều là những cái kỷ niệm, kỷ vật chiến đấu vô cùng gắn bó. Các ông vẫn có rất nhiều cảm xúc khi nhìn thấy chúng. Vâng, và với dòng máy bay mà được ví là pháo đài bay B-52 thì lực lượng phòng không của chúng ta đã có những cái phương án tác chiến cụ thể thế nào để đối phó với nó? Chúng tôi xin dành câu hỏi này cho Trung tướng Nguyễn Văn Việt. Trung tướng Nguyễn Văn Việt xin nhắc lại là nguyên tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 57. Đây là đơn vị duy nhất của bộ đội tên lửa trong một đêm mà có thể bắn rơi được 2 chiếc máy bay B-52. Vâng, xin mời Trung tướng. Thế thì quá trình luyện tập, quá trình chiến đấu, đặc biệt là trong 12 ngày đêm ấy, là chúng tôi đã được huấn luyện như thế này. Một là hướng B-52 vào hướng nào. Rồi là nó gây nhiễu thì gây nhiễu những loại nhiễu gì. Đến dạng ngày 21, lúc này chỉ có còn lại 3 quả đạn, chứ không phải 2 đâu, còn 3 quả đạn. Thế rồi trên thì bảo đánh tiết kiệm đạn. Đấy là một cái điều kiện mà trên đã đặt ra cho mình. Thứ hai là kíp chắc thủ mà của tôi lúc này nó bám sát, tôi rất là tin. Thế khi mà có lòng tin như thế rồi thì có một cái quyết tâm là đánh từng quả một đi. Chứ nếu không, theo như là lý thuyết của các đồng chí Liên Xô dạy, đánh 2-3 quả thì có trận xong nghỉ. Thế thì báo cáo trên đồng ý. Thế tôi mới nói với anh em là đánh từng quả một. Tôi lệnh phóng quả thứ nhất thì đạn này không đi. Cái quả đạn ấy nó cái áp lực nó đẩy không được. Thì quả thứ hai đi và điều khiển tốt. Lúc đó là máy bay và tên lửa gặp nhau thì nổ cháy, ngoài các đồng chí hô cháy.
Nhưng mà tôi đang làm công tác chuẩn bị thì trên lại giao nhiệm vụ đánh tốt sau. Thì còn quả đạn cuối cùng thì phóng đạn đi tốt. Ở ngoài lúc bấy giờ là còn đồng chí Văn Bang, nhà báo của nhân dân ấy. Ông ngồi dưới gốc anten, ông thấy tôi hết đạn rồi, ông chạy vào, ông vỗ vào xe, ông bảo phiệt ơi, hai máy bay rơi rồi nhé. Sau đó cậu trên công nhận tôi bắn rơi hai chiếc, có 19 phút bắn rơi hai B-52 bằng hai quả đạn. Thì đây là một cái xác suất cao, bạn đi xô giọng đánh giá cái này rất cao. Đấy, cho nên là cái chiến công lúc bây giờ là của quân và dân, nhưng mà chúng tôi góp một cái phần nhỏ bé của mình vào đấy. Vâng, xin cảm ơn Trung tướng Nguyễn Văn Việt. Vậy còn đối với lực lượng không quân thì sao ạ? Trong chiến dịch 12 ngày đêm rất ác liệt thì các phi công của lực lượng không quân của chúng ta đã phải tác chiến như thế nào để hoàn thành được hai nhiệm vụ, tức là vừa bảo vệ an toàn cho trận địa phòng không của những đồng đội như Trung tướng Nguyễn Văn Việt mà vẫn có thể lập được những chiến công tiêu diệt máy bay B-52? Xin mời Trung tướng Nguyễn Văn Việt. Vâng, trước khi chiến dịch 12 ngày đêm bắt đầu thì chúng tôi, các đơn vị không quân đã chuẩn bị kỹ các phương án. Để tác chiến trong điều kiện như thế là có ba cái điểm mà chúng ta đều biết là địch gây khó cho ta. Một là B-52 ấy, chỉ dám đánh ban đêm, vì B-52 rất sợ đánh ban ngày ấy, là bị MiG bắn rơi ngay. Nó bay chậm như thế, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể bắn rơi được. Cái thứ hai, cho nên là đánh vào ban đêm. Nhưng cũng để ngăn chặn MiG thì các sân bay chúng ta là nó phá hết. Cái thứ hai là radar thì bị gây nhiễu hết. Radar cảnh giới, radar dẫn đường cho không quân bị gây nhiễu. Thế thì chúng tôi cũng đã có những cái phương án rất rõ ràng ấy. Tức là chúng ta tìm cách, thứ nhất là nhanh chóng sửa sân bay để tạo bất ngờ. Thứ hai là làm các sân bay dã chiến ở vòng ngoài. Thứ ba là sử dụng các cái hệ thống radar dẫn đường ấy ở vòng ngoài, không bị nhiễu. Thứ tư là đưa máy bay MiG tiếp cận vào B-52 từ biên giới Việt-Lào, chứ không đánh từ trong đánh ra, từ thủ đô Hà Nội đánh ra đến tận biên giới là gặp tiêm kích địch. Tức là chúng ta chọn cách đánh như thế. Thì máy bay không quân chúng tôi là dù trời tốt trời xấu kiểu gì cũng phải cất cánh ban ngày đấy, là làm sao để mà ngăn không cho máy bay địch trinh sát phát hiện tên lửa này, không cho địch đánh phá cái giai đoạn tên lửa của ta. Thì nhiệm vụ này là không quân cùng cao xạ có nhiệm vụ bảo vệ. Thứ hai là đối với nhiệm vụ bay đêm ấy, thì là phối hợp cùng với tên lửa đánh đêm, buộc B-52 ném bom ngoài mục tiêu, buộc B-52 phải bay ra khỏi giải nhiễu để tên lửa phát hiện được mục tiêu. Tức là phối hợp, chúng ta đã dũng cảm đưa không quân và tên lửa đánh trong cùng một khu vực hỏa lực mà không sợ bắn nhầm. Vâng, đúng như những chia sẻ của Trung tướng Nguyễn Đức Soát, trong số những phi công đã trực tiếp tham gia chiến dịch, có những phi công đã xuất sắc bắn hạ mục tiêu và an toàn trở về. Tuy nhiên, nhiều đồng đội khác của Trung tướng Nguyễn Đức Soát đã nằm lại vĩnh viễn nơi đại dương thứ năm. Chúng tôi muốn kể một câu chuyện về liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Xuân Thiều là một trong những phi công như vậy. Đêm ngày 28 tháng 12 năm 1972, từ sân bay dã chiến ở Thanh Hóa, phi công Vũ Xuân Thiều nhận lệnh xuất kích. Chiếc MiG-21 lao vút lên bầu trời đêm tiến về Hà Nội, áp sát B-52 của địch. Sau hai quả đạn phóng, người lính bay cảm tử ấy đã biến thành quả tên lửa thứ ba lao thẳng vào kẻ thù. Một mảnh chiếc máy bay B-52 do đồng chí Vũ Xuân Thiều bắn rơi đêm đó đang được lưu giữ tại căn nhà của gia đình số 21 phố Đặng Dung, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Cái chiến công của chú Thiều là chiến công của cả một tập thể, các phi công khác hỗ trợ, kể cả đại đội trưởng Hoàng Biểu, kể cả chiến công của những người ở lực lượng chỉ huy như là của anh Trần Anh và các cái nhân viên kỹ thuật đảm bảo cho chuyến bay. Thì tôi thấy là tất cả một cái tập thể này đã hun đúc lên và đúc kết lên cái chiến công của chú Thiều. Quả cầu lửa phát sáng trên bầu trời Sơn La đêm ngày 28 tháng 12 năm 1972 đã đi vào lịch sử không quân Việt Nam. Vũ Xuân Thiều hy sinh khi mới 27 tuổi. Hành động cảm tử đó không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước của một thế hệ thanh niên Việt Nam sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân của mình cho đất nước. Hành động đó còn là biểu hiện của sức mạnh Việt Nam, của tinh thần đoàn kết, không có gì quý hơn độc lập tự do của cả một dân tộc. Hầu như không phải tôi mà tất cả anh em đều hứa rằng là sẽ phải đánh, sẽ phải trả thù cho đồng đội mình, dù rằng mình có hy sinh, dù rằng mình cất cánh, có thể cất cánh lên là cất cánh được, có thể cất cánh không được, có thể đánh nhau xong về
hạ cánh được, có thể không hạ cánh được, mình dùng. Và mình quyết tâm mình phải làm hoàn thành nhiệm vụ. Với chiến công này, ngày 20 tháng 12 năm 1994, Thượng úy liệt sĩ Vũ Xuân Thiều đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Biểu tượng của người anh hùng cảm tử ấy đã được tạc thành tượng và đặt trang trọng trong khuôn viên trường tiểu học mang tên ông, trường tiểu học Vũ Xuân Thiều, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Nơi đó, các em nhỏ vẫn được nghe kể về những chiến công oai hùng của lực lượng không quân nhân dân Việt Nam, trong đó có anh hùng phi công Vũ Xuân Thiều. Vâng, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, khi mà vừa rồi được xem lại những hình ảnh rất quý giá, những tư liệu về người đồng đội của mình, thì ông có cảm xúc như thế nào? Có thể nói là nghẹn ngào. Vào cái dịp cuối năm 72 ấy, thì tôi đang là đại đội trưởng đại đội 3 của trung đoàn không quân 957. Đại đội tôi lúc ấy có 14 phi công, mà trong đó anh Vũ Xuân Thiều là trung đội trưởng. Thế buổi sáng ngày 28 tháng 12 thì có một trận đánh rất là ác liệt xảy ra ngay khu vực Thường Tín. Phi công Hoàng Tâm Hùng cũng là phi công mới chuyển từ MiG-17 lên thuộc đại đội tôi thì đã chiến đấu dũng cảm. Đêm hôm ấy thì Vũ Xuân Thiều hy sinh. Thì nhận cái tin ấy thì thực ra mà nói là với tư cách là người chỉ huy, chưa kể là chưa biết chiến tranh cũng lòng kết thúc, một ngày mất hai phi công thì cái tổn thất rất là lớn đối với đơn vị là một. Nhưng thứ hai là rất là tiếc về những cái đồng chí thân yêu của mình đi xa. Với Vũ Xuân Thiều thì tôi cũng nói thêm là tôi và Vũ Xuân Thiều rất thân nhau. Thế rồi khi Vũ Xuân Thiều mất đi thì tôi còn nhớ là trong nhật ký của mình ngày hôm ấy, tôi đã viết là Thiều là bạn thân của mình. Nó thông minh, sống chân tình và rất mực nước đổ. Tức là nói cái nhận xét của bạn mình ấy, nó cô đọng như thế, nó lên toàn bộ con người của Thiều. Rất tiếc là Thiều không trở về. Thì đây là một cái hành động mà rất là anh hùng, rất đáng khâm phục. Và cũng rất tự hào là mình có những người bạn ấy, không tiếc cả cuộc sống của mình để mà bảo vệ nhân dân, dũng cảm cho nó hy sinh như thế. Cho nên đến nay ấy, thì quan hệ của tôi với gia đình anh Thiều, tôi cũng như là người con tiếp theo của gia đình anh Thiều. Mẹ anh Thiều đã nói là Soát sẽ là người con thay Thiều. Và quan hệ của tôi với cái gia đình anh Thiều và mọi người đến nay cũng rất là gắn bó, thân thiết như người thân. Và trong cuộc chiến ác liệt 12 ngày đêm năm đó thì chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sự hy sinh của không chỉ cán bộ chiến sĩ ta mà còn sự đổ máu của hàng ngàn thường dân vô tội. Với Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, một quân nhân ở trong một đơn vị phòng không, ở rất gần với dân và đã chứng kiến rất nhiều những sự đau thương mất mát đó, thì Trung tướng có cảm nghĩ gì? Chúng tôi ở dưới mặt đất này thì là nó dùng B-52 nó đánh. Ngay cái trận địa tôi là có 3 lần, một lần F-111, 2 lần B-52. Nhưng mà cái ở tuyến 2, nó dài mà. Ở tuyến 2 thì lại bị hy sinh. Đấy. Thế rồi là nhân dân ở chỗ Khâm Thiên, rồi Bạch Mai, rồi một số nơi khác nữa. Thế không phải là chỉ đồng đội chúng tôi, như đồng chí Vũ Xuân Thiều. Tức là tất cả người dân Việt Nam của chúng ta mà đã mất đi. Đây là một thương tiếc rất là vô hạn đối với mọi người. Thế nên khi mà đã nghe những tin ấy thì luôn luôn có một cái tâm niệm. Làm thế nào là phải giữ được tay quay. Đánh bằng được, đánh thắng bằng được. Cho nên cái quyết tâm ấy nó lại thể hiện trên cái khẩu hiệu chiến vành mũ chúng tôi đeo. Thề quyết tử để thủ đô quyết sinh. Tức là đeo trên cái mũ này để nhắc nhở nhau làm thế nào có một cái quyết tâm cao mà chiến đấu. Vâng, quả thật, những mất mát, đau thương đã dần biến thành sức mạnh chiến đấu quật cường. Trước cuộc đụng độ đầy thử thách, quân và dân ta đã chiến đấu và chiến thắng kẻ thù nhờ sự kế thừa và phát huy nghệ thuật chiến tranh của cha ông, đó là lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, lấy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để bảo vệ Tổ quốc mình. Sau 50 năm nhìn lại, một trong những nhân tố quan trọng làm nên chiến thắng Hà Nội 12 ngày đêm đó là sự phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng phòng không mà nòng cốt là quân chủng phòng không không quân anh hùng. Để có được 12 ngày đêm toàn thắng, mỗi một tiểu đoàn, mỗi một cán bộ chiến sĩ đã mất biết bao thời gian, dày công chuẩn bị nghiên cứu để tìm ra cách tiêu diệt B-52 của địch. Suốt 2 năm trời
từ đầu năm 1971 cho đến cuối năm 1972. Phải nói là không có lúc nào được ngủ yên. Luôn luôn suy nghĩ đề ra cách đánh, các phương án, các tình huống diễn ra. Thế vì vậy, cho nên tiểu đoàn 77 khi mà vào chiến đấu đầu tiên ấy, phải nói là công tác chuẩn bị rất là đầy đủ. Thắng lợi trong chiến dịch cuối tháng 12 năm 1972 còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, ý chí quyết đánh quyết thắng quân xâm lược của toàn dân tộc mà đại diện là nhân dân thủ đô anh hùng. Trong mất mát, đau thương, người Hà Nội cũng đã đứng lên, cầm súng và chiến đấu anh dũng, kiên cường để bảo vệ chính gia đình mình, chính quê hương mình. Riêng ở Hà Nội thôi thì chúng ta đã xây dựng được hơn sấp xỉ 100.000 tự vệ, tạo nên một cái lứa lửa đón lõng ở các cái vị trí và hình thành một cái lứa lửa phòng không tầm thấp, mà cái lực lượng chủ công của cái lứa lửa phòng không tầm thấp đấy chính là tự vệ thủ đô. Và chúng ta cũng đã có cái giáo dục, cũng có cái sự huấn luyện làm quen cho người dân chuyển cái cuộc sống, toàn bộ cái sinh hoạt cuộc sống và hoạt động lao động sản xuất sang thời chiến, thích hợp, nhanh chóng thích hợp với thời chiến. Cuộc kháng chiến của ta sáng ngời chính nghĩa. Cuộc kháng chiến ấy cũng đã đánh thức lương tri của bạn bè quốc tế và chính những người Mỹ yêu chuộng hòa bình. Thắng lợi rực rỡ của Hà Nội Điện Biên Phủ trên không cũng một lần nữa khẳng định tính chính nghĩa và ý chí quyết đánh, biết đánh và quyết thắng của dân tộc Việt Nam. Kết thúc cuộc đối đầu lịch sử, Nhà Trắng đã phải thừa nhận thất bại và sự phi nghĩa trong chiến tranh tại Việt Nam. Còn đối với Hà Nội, trái tim của cả nước vẫn hân hoan nhịp đập của chiến thắng. Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, là chiến thắng của sức mạnh tinh thần toàn dân tộc. Thưa hai Trung tướng, chiến dịch 12 ngày đêm kết thúc khi mà Tổng thống Nixon đã phải tuyên bố là ngừng ném bom phá hoại miền Bắc Việt Nam và chấp nhận phải ngồi vào bàn đàm phán Paris. Và chiến thắng này thật sự đã có ảnh hưởng và tác động ra sao tới chiến thắng cuối cùng, đó là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thưa Trung tướng Nguyễn Đức Soát. Vâng, có thể nói là chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không có ý nghĩa quyết định đến cái việc buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris. Và hiệp định Paris được ký kết ấy, thì có một vấn đề rất quan trọng, tức là có ba cái cam kết chính của Mỹ mà chúng ta phải thấy. Thứ nhất là Mỹ tuyên bố là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thống nhất của nước Việt Nam. Thứ hai là Mỹ cam kết là sẽ không dính líu về quân sự, không can thiệp về công việc nội bộ của miền Nam, tức là của chính quyền Ngụy Sài Gòn. Và thứ ba là rút hết quân Mỹ và quân đồng minh khỏi miền Nam. Nói cái khác, tức là Mỹ đã chấm dứt hoàn toàn cái dính líu đến cuộc chiến tranh Việt Nam mà Mỹ đã tiến hành suốt từ năm 65 đến năm 72. Còn chính quyền Ngụy Sài Gòn ấy, thì đứng được ấy, là nhờ vũ khí, bom đạn và tiền của Mỹ mà thôi. Thế thì Mỹ rút rồi thì khả năng chiến thắng là không xa nữa, thì đúng như bác tiên đoán. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái ý nghĩa của nó không phải ngẫu nhiên ấy, mà chúng ta lại gọi nó là chiến thắng là Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Bởi vì chiến dịch Điện Biên Phủ năm 54 dẫn đến việc là hiệp định Geneva được ký và Pháp phải rút khỏi Việt Nam. Thì cái chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trên không này cũng có ý nghĩa tương tự như vậy. Tương tự như vậy, chấm dứt cuộc kháng chiến đánh Mỹ của quân và dân ta. Chúng tôi được biết là sau khi hòa bình lập lại, thống nhất đất nước rồi, thì Trung tướng Nguyễn Đức Soát đã có những cái dịp để kết nối và gặp gỡ với các cựu phi công Mỹ. Vậy thì sau những cái cuộc trò chuyện ấy thì các cựu phi công Mỹ có nhận định như thế nào đối với cuộc chiến này tại Việt Nam, thưa Trung tướng Nguyễn Đức Soát? Thì có một cái điểm chung, trước hết là họ hay nói một câu như thế này, tức là chúng tôi thực hiện cái nghĩa vụ của quân nhân trong cuộc chiến tranh. Nhưng mà khi mà hỏi kỹ thì thâm tâm ấy, thì họ đều có ý nghĩ là quả thật là cái cuộc chiến tranh ấy là phi nghĩa. Họ cũng oán hận giới lãnh đạo của chính phủ Mỹ lúc bấy giờ đã tuyên truyền không chính xác, không đúng về mục đích của chiến tranh. Đồng thời ấy, họ cũng nhận ra rằng là bom đạn mà họ ném xuống cũng đã gây cho chúng ta rất là nhiều đau thương. Cho nên mục đích bây giờ là họ mong muốn là gắn kết. Mong muốn cuối cùng làm sao để hai nước gắn bó và không xảy ra những cuộc chiến tranh tàn khốc như vừa qua. Dạ vâng.
Thưa hai trung tướng, chúng ta không thể không nhắc tới sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Chúng ta có thể nói gì về sự ủng hộ này ạ? Thưa Trung tướng Nguyễn Văn Việt. Các nước xã hội chủ nghĩa và các nước yêu chuộng hòa bình thế giới đều ủng hộ và giúp đỡ ta. Nào con người, là vũ khí khí tài, thậm chí có nơi còn giúp chúng ta những lương thực thực phẩm, quần áo. Đặc biệt đối với Đảng Cộng sản và Nhân dân Liên Xô, tức là giúp đỡ chúng ta chí nghĩa chí tình. Chính là mỗi một cái vũ khí khí tài của bạn đưa sang để mồ hôi nước mắt của nhân dân. Cho nên chúng ta rất là chắc chiêu tiết kiệm những vấn đề này để mà có cái lực lượng mà chiến đấu. Và nhất là Nhân dân Liên Xô cũng vì xương vì máu, có đồng chí là ngồi chiến đấu với chúng tôi và bị hy sinh, mà sau đó là phải đưa về bên kia cho gia đình. Cái đó là cái mà trách nhiệm của chúng ta làm và để làm ngày càng lớn hơn. Vâng, xin cảm ơn Trung tướng Nguyễn Văn Việt và cảm ơn Trung tướng Nguyễn Đức Soát. Thưa quý vị và các đồng chí, có lẽ Tết Quý Sửu năm 1973 là một cái Tết đặc biệt, bởi vượt qua bao mất mát đau thương, nhân dân Hà Nội cùng nhân dân cả nước lại chờ đón một mùa xuân mới, một khởi đầu mới với những tin vui từ Hiệp định Paris gửi về. Sau tất cả, mọi dân tộc, mọi người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đều phải nghiêng mình cảm phục trước Việt Nam với tất cả sự trân trọng, tự hào. Chiến công của 50 năm trước trên bầu trời Hà Nội sẽ còn được khắc ghi và tri ân mãi mãi bởi những thế hệ sau. Và sự nghiệp gìn giữ hòa bình, bảo vệ và dựng xây Tổ quốc chính là vinh dự, là trách nhiệm của không chỉ các cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân mà là của mọi người dân đang được chọn hưởng nền hòa bình độc lập, tự do trong thời đại hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị trung tướng đã kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện hết sức quý giá về cuộc chiến năm xưa. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã tham gia theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.